Trần Thánh Tông tên thật là Trần Hoàng, sinh ngày 25 tháng 9 âm lịch, năm Thiên ứng Chính Bình thứ 9 tức ngày 12 tháng 10 năm 1240 tại Thăng Long. Bắt ngày 3 tháng 7 năm 1290 là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là con thứ hai, nhưng là con trưởng dòng đích của Trần Thái Tông. Mẹ ông là thận thiên hoàng hậu Lý Oanh, nguyên là con gái Lý Huệ Tông vua áp chót của triều Lý. Theo đại Việt sử ký toàn thư, trước khi hoàng hậu thuận thiên mang thai Trần Hoàng, Thái Tông nằm mơ thấy Thượng Đế trao tặng bà một thanh gương báu. Ngay sau khi sinh ra, Trần Hoàng đã được sắc phong làm thái tử. Trong An Nam Chí Lực có mô tả ngoại hình của ông, dáng người hòa nhã khôi ngô có nhã lượng. Sách Thánh Đăng Ngữ Lực cũng diễn tả về ông rằng Trần Thánh Tông. Bản chất hiền tài, toát ra ngoài sáng ngời, sự sự rất khoát, không chỉ lầu thông kinh sử nhỏ ra mà còn hiểu sâu giáo Pháp nhà Phật. Ông được sử sách ca ngợi là một vị vua nhân hậu, luôn hòa thuận với anh em trong hoàng gia và giữ vững cơ nghiệp của triều đại. Ông lên ngôi từ tháng 3 năm 1258 đến tháng 11 năm 1278. Sau đó, ông làm Thái Thượng Hoàng từ cuối năm 1278 cho đến khi qua đời. Trần Thánh Tông đã tham gia chỉ huy quân đội trong chiến tranh Mông Việt năm 1258. Không lâu sau khi cuộc chiến chấm dứt, ông được vua cha chuyển ngôi hoàng đế. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Trần Thánh Tông đã khuyến khích phát triển giáo dục, kinh tế và chọn người giỏi vào làm những chức vụ cao trong bộ máy chính trị quân sự. Về đối ngoại, Trần Thánh Tông phải đương đầu với tham vọng bành trướng của đế quốc Nguyên Mông Cường Thịnh ở phương Bắc. Ông đã thực thi một chính sách ngoại giao mềm mỏng với nhà Nguyên, nhưng cử tuyệt mọi yêu sách của vua Nguyên đòi ông sang châu. Ngoài ra Thánh Tông cũng chỉnh đốn quân đội để đề phòng sự xâm lược của người Nguyên. Tháng 11 năm 1278, Thánh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông và trở thành Thái Thượng Hoàng. Sau đó ông vẫn tiếp tục cai quản việc nước, cùng với vua Nhân Tông và quốc công tuyết chế Trần Hương Đạo. Thượng Hoàng Thánh Tông đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại hai cuộc xâm lược của Nguyên Mông năm 1285 và 1287. Ông cũng là một nhà văn hóa, nhà thiền học, thường hay sáng tác thơ ca hoặc những bài đệ về thiền. Trần Thánh Tông còn chú trọng đến giáo dục và khoa cử. Toàn thư ghi nhận rằng vào tháng 10 âm lịch năm 1272, nhà vua đã xuống chiếu tìm người tài giỏi, đạo đức, thông hiểu kinh sách làm tư nghiệp quốc tử giám tức hiệu trưởng trường quốc tử giám. Ngoài ra, Thánh Tông khuyến khích em là chư quốc vương Trần Ích Tắc một người nổi tiếng học giỏi, biết nhiều mở trường dạy học văn sĩ. Theo sử cũ, trường này đã đào tạo được nhiều người có ích cho đất nước, tiêu biểu là Mạc Đĩnh Tri Trạng Nguyên khoa thi năm 1304 đời Trần Anh Tông. Vua Thánh Tông đã hai lần mở khoa thi thái học sinh để chọn người tài giúp nước. Khoa thi thứ nhất tháng 3 âm lịch năm 1266 lấy được 50 người trúng tuyển, gồm một kinh Trạng Nguyên, một trại Trạng Nguyên, một bảng nhãn, một thám hoa và 47 tiến sĩ. Đề khoa thi thứ hai tháng 3 âm lịch năm 1275, các chức danh kinh và trại trạng nguyên đã được hợp lại làm một. Kỳ thi này lấy được 3 người đỗ tam khôi và 27 thái học sinh xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau. Thánh Tông cũng tổ chức thi lại viên với hai môn toán và viết để tuyển dụng thu lại phụ việc cho các cơ quan tế tự, thái y và hành chính thái y. Trần Thánh Tông còn cho Lê Văn Hưu tiếp tục biên soạn sách Đại Việt Sử Ký. Lê Văn Hưu đã làm được bộ sử sách gồm 30 quyển, chép từ đời Triệu Vũ Vương đến Lý Chiêu Hoàng. Việc biên tập bộ sử này được khởi đầu từ đời vua Thái Tông đến năm nhâm thân 1271 đời Thánh Tông mới xong. Về kinh tế, tháng 10 âm lịch năm 1266, Trần Thánh Tông cho phép vương hầu, cung phi, phò mã họp các dân nghèo để khẩn hoang. Kể từ đây, vương hầu bắt đầu sở hữu điền trang. Nhà vua cũng quan tâm đến việc nâng cao thực lực quốc phòng của Đại Việt. Toàn thư thuật lại rằng đầu năm 1261, Thánh Tông vừa lên ngôi đã ra lệnh chọn đinh tráng các lộ làm lính, còn thí sung làm sắc dịch các sảnh viện, cục và đội tuyển phong các phủ, lộ, huyện. Đến tháng 3 âm lịch năm 1262, ông xuống chiếu dụ quan quân chế tạo khí giới và đúc chiến thuyền. Đồng thời, ông tổ chức tập trận cho lục quân và thủy quân tại chín bãi phù sa dọc theo sông Bạch Hạc. Sau đó, tháng 8 âm lịch năm 1267, Thánh Tông chia quân đội làm nhiều quân, mỗi quân được hợp thành từ 30 đô một đô gồm 80 lính. Ông còn chọn những tướng lĩnh tài ba như Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải làm tướng quốc Thái Úy và Lê Phụ Trần làm thủy quân đại tướng quân. Ngoài ra, vào tháng 9 âm lịch năm 1262, nhà vua truyền lệnh xem xét tình trạng của tù nhân. Phần lớn tội phạm đều được ân xá, riêng những người đã đầu hàng quân Mông Cổ trong cuộc chiến tranh năm 1258 thì bị trừng trị thẳng tay. Mùa xuân năm 1277, người Man, Lào nổi dậy ở động nẫm Bà La Phủ Bú Chính, nay là Quảng Bình vua Trần Thánh Tông cùng Thái úy Trần Quang Khải Đích Thân đi đánh dẹp, bắt được 1.000 người về kinh sư. Năm 1277, Thượng Hoàng Trần Thái Tông mất. Mùa đông ngày 22 tháng 10 âm lịch năm sau tức 8 tháng 11 năm 1278, Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con trai là Thái tử Trần Khâm, tức là vua Trần Nhân Tông và lên làm Thái Thượng Hoàng, với tôn hiệu là Quang Nhiêu Từ Hiếu Thái Thượng Hoàng Đế. Trên danh nghĩa là Thượng Hoàng, nhưng Thánh Tông vẫn cùng vua con điều hành chính sự. Trong bối cảnh Nguyên Mông đang từng bước chuẩn bị tấn công Đại Việt, hai vua Trần đã đề ra các biện pháp khuyến khích phát triển nông nghiệp, thương mại, đồng thời đảm bảo sự ổn định và đoàn kết trong nước. Khi thủ lĩnh người dân tộc Trịnh Giáp Mật nổi dậy Đà Giang vào đầu năm 1280, hai vua ra lệnh cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đi thuyết phục quân nổi dậy quy hàng. Nhật Duật nhờ giỏi ngoại giao và am hiểu phong tục dân bản địa nên đã thu phục được Giáp Mật. Tháng 4 âm lịch năm 1289, Thánh Tông và Nhân Tông xét công lao các tướng lĩnh trong chiến tranh Nguyên Mông, Đại Việt. Hương đạo vương quốc Tuấn được thăng lên đại vương, hương vũ vương quốc nhận được phong khai quốc công, hương nhượng vương quốc tả nhận chức tiết độ sứ, Nguyễn Khoái được phong tước liệt hầu và được cấp hẳn một hương làm thực ấp. Hai vua cũng phong quan tước cho các tù trưởng người dân tộc có công như Lương Uất và Hà Tất Năng. Sau cuộc phong thưởng này, khi có người tỏ ra chưa thỏa mãn, Thượng Hoàng đã khuyên bảo, nếu các khanh biết chắc là giặc hù không vào cướp nữa thì nói rõ cho chấm biết, dù có thăng đến cực phẩm chấm cũng không tiếc nếu không thế mà đã vội thường hậu, vạn nhất giặc hồ trở lại, và các khanh lại lập công nữa thì chấm lấy gì mà thường để khuyến khích thiên hạ. Theo Thánh Đăng Ngữ Lục, Thánh Tông về cuối đời đã đi tu tại chùa Tư Phúc, dưới sự hướng dẫn của thiền sư Đại Đăng. Ông lấy đạo hiệu vô nhị thượng nhân. Thánh Tông đã dành nhiều thời gian cho việc viết sách và đàm đạo với các nhà thiền học. Ngày 25 tháng 5 năm trùng hương thứ 6 tức 3 tháng 7 năm 1290, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông qua đời tại cung nhân thọ, hưởng dương 50 tuổi thánh tông thượng hoàng được an táng ở sũ lăng phủ long hương nay là tiến đức hương hà thái bình triều đình dâng ông miếu hiệu là thánh tông và thụy hiệu huyền công thịnh đức nhân minh văn vũ tuyên hiếu hoàng đế